tắm trẻ em Nhân Hưng nó có tác dụng là chống viêm, chống ngứa, kháng khuẩn, làm sạch da, do đó nó rất tốt trong điều trị tràm sữa ở trẻ con. Ở trong mùa hè thì những cái bệnh viêm da do vi khuẩn rất là hay gặp. Ví dụ như dân gian nói là chốc lở đấy, chốc lở là viêm da do vi khuẩn, hoặc là mụn nhọt đấy thì cũng là viêm da do vi khuẩn. Đó. Thì còn rôm sẩy thì nó là do nóng thì mình có thể tắm cũng được đấy. Thì để cho nó làm sạch da, nó có thể sát khuẩn các cái vi khuẩn ở trên da. Thì tôi cho là tốt. Ngày này thì các bạn biết vì cái tác dụng thêm nữa là làm tác dụng sạch da, do đó các bạn yên tâm là dùng bột tắm trẻ em Nhân Hưng hòa vào để tắm thay sữa tắm cho trẻ em, làm để vừa bảo vệ được cho trẻ em khỏi nhiễm trùng da, vừa bảo đảm cho trẻ em không rôm sẩy và vừa bảo đảm cho trẻ em không ngứa ngáy da. Vâng, chúng ta rất là vui khi chúng ta có cái sản phẩm do Việt Nam sản xuất theo đúng chiến lược của chính phủ, đó là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Đó là cái bột tắm Nhân Hưng. Trong bột tắm Nhân Hưng này có 5 thành phần chủ yếu. Một là tinh chất hoàng liên, thứ hai berberine, thứ ba là chlorophyll chính là chất diệp lục, thứ tư là tinh dầu mùi và thứ năm là natri bicarbonate để điều hòa pH của da. Với công thức này thì không những điều trị có hiệu quả trong những bệnh về viêm da cơ địa dị ứng, nhiễm bệnh bỏng và một số bệnh nhiễm khuẩn như bệnh chốc và viêm da mủ nói chung, và có thể điều trị một số bệnh nấm da và bệnh nhiễm virus khác. Bột tắm Nhân Hưng thì chất xuất chủ yếu từ các cái thành phần thảo dược thiên nhiên, có một số cái thành phần chính như là berberine này, hoàng liên hay là tinh dầu mùi. Cái thành phần như là berberine hay là hoàng liên chẳng hạn thì nó có tính chất kháng khuẩn, kháng viêm và diệt trừ nấm, diệt cả các cái ký sinh trùng, vi sinh vật ở trên da. Chính vì thế nó có tính chất sát khuẩn rất là tốt và không làm hại cho da bé và giảm cái hiện tượng kích ứng và ngứa viêm trên da, mà không làm mất cái độ ẩm, đảm bảo cái độ cân bằng độ ẩm ở trên da cho bé. Những em bé mà bị sẩn ngứa, rôm sẩy đơn thuần thì các mẹ có thể yên tâm là chúng ta cũng đừng lo lắng quá. Chúng ta sẽ phải cho con dùng vệ sinh hàng ngày cho con. Ví dụ như là bột tắm Nhân Hưng chẳng hạn, chúng ta có thể dùng hai gói đó, hai bột tắm Nhân Hưng pha vào 5 đến 7 lít nước và tắm cho bé, sau đó không cần tráng lại. Bột tắm Nhân Hưng thì ngoài cái thành phần là berberine thì trong sản phẩm bột tắm còn có chứa là tinh chất hoàng liên này, chlorophyll này và tinh dầu mùi và natri bicarbonate. Thì như các bạn đã biết là tôi đã chia sẻ là cái phần berberine thì có tác dụng là kháng viêm, kháng nấm và chống khuẩn. Thì cái thành phần chlorophyll, tinh dầu mùi và natri bicarbonate giúp cho em bé làm giảm các cái triệu chứng của viêm như là giảm nóng, giảm đỏ và đặc biệt là giảm ngứa, làm cho em bé sẽ dễ chịu hơn, đồng thời là làm cân bằng độ pH của da, làm cho da em bé luôn luôn mềm mại. Như mình cũng được biết đấy ạ, thì đúng là cái sản phẩm bột tắm Nhân Hưng là sản phẩm đầu tiên mà có cái thành phần berberine trong cái hoạt chất của nó để dùng trong tắm cho trẻ trong viêm da cơ địa. Cái thành phần chính của bột tắm trẻ em Nhân Hưng nó là có berberine. Thứ nhất là nó tác dụng ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập vào da của trẻ em, có tác dụng kháng khuẩn, kìm khuẩn không cho vi khuẩn nhân lên. Và cũng làm như là một cái, khi mình tắm với cái bột tắm trẻ em Nhân Hưng này thì nó như là một cái màng để bảo vệ cho da của trẻ em không bị xâm nhập bởi vi khuẩn. Thứ hai là cái bột tắm Nhân Hưng này vì chứa cái thành phần berberine thì nó có tác dụng tiếp theo, đó là tác dụng chống viêm, có tác dụng chống viêm và tác dụng giảm ngứa. Nó làm cho các cái tổn thương tràm sữa ở trẻ em, từ những cái mụn nước, từ những cái vết chợt loét, nó làm cho se nhanh, khô nhanh và nó tái tạo lại da. Nó nhanh chóng liền da và nó nhanh chóng rút ngắn lại cái thời gian điều trị. Trẻ nhỏ thì nhất là trẻ từ 5 tuổi hoặc là 7 tuổi trở xuống thì rất hay nhiều bệnh ngoài da, như là bệnh thủy đậu chẳng hạn, rồi bệnh viêm da tiếp xúc dị ứng này, rồi là những cái bệnh da khác do côn trùng hoặc là do vi khuẩn. Thì là riêng cái bột tắm Nhân Hưng có thể dùng cho rất nhiều bệnh da liễu của trẻ em nói chung và nhũ nhi. Trên thị trường thì có một cái sản phẩm là bột tắm trẻ em Nhân Hưng mà có cái hiệu quả rất là cao trong cái điều trị kháng viêm, làm sạch da và rất an toàn, hiệu quả khi chúng ta sử dụng để chúng ta dùng tắm cho những em bé mà bị tràm sữa hoặc em bé mà bị viêm da. Bản chất của bột tắm trẻ em Nhân Hưng nó là cái berberine và cái tinh chất hoàng liên, nó làm một cái kháng sinh tự nhiên nên nó có tác dụng kháng khuẩn, giảm viêm, làm sạch da. Và nó trẻ sẽ nhanh, khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì cái tình trạng tràm sữa của em bé nó sẽ giảm nhanh sau 3 đến 5 ngày sử dụng.
bột tắm trẻ em Nhân Hưng 100% được chiết xuất từ các cái thảo dược tự nhiên, trong đấy chủ yếu là chiết xuất từ các cây hoàng liên, bắc bơ rin, tinh dầu mùi, và cái tác dụng của nó là kháng khuẩn, kháng viêm và làm giảm ngứa, làm mềm miệng da nữa. Đây là tác dụng rất cơ bản và phân biệt của bột tắm trẻ em Nhân Hưng với những loại khác. Chúng ta sẽ thấy rằng bột tắm trẻ em Nhân Hưng sau khi dùng từ 6 đến 12 ngày thì đã thấy giảm được các cái triệu chứng của nó, như là giảm ngứa, khô hơn và da mềm mịn hơn. Đấy là cái tác dụng là làm cho các bà mẹ bỉm sữa rất thích dùng. Bột tắm Nhân Hưng thì nó có nhiều cái tác dụng. Cái tác dụng thứ nhất là nó ngăn cản tất cả những cái vi khuẩn gây bệnh. Cái thứ hai nó lại làm cho cái da se nhanh hơn, đấy, nó mát hơn, nó mịn hơn. Và đặc biệt nó lại có cái mùi rất là thơm. Như thế thì đấy là cái bột tắm cho trẻ con, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh hay đối với trẻ nhỏ mà chúng ta dùng cái bột này để tắm cho các cháu cũng rất là tốt.